Này, hai cậu bỏ trang xuống. Bỏ xuống. Mới à? Vâng ạ. Mới ạ. Tốt. Tôi không nghĩ hai cậu trông trẻ như này mà mua được nhà ở khu vực ấy đâu. Hai cậu giỏi quá. Tôi là chơi thân với cái ông chủ nhà này ấy. Hay hiểu sao tự dưng ông ấy bán nhà đi. Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn. À, mà trông hai cậu ấy, ai là chủ nhà đấy? Đây là chủ nhà. Đây là chủ hả? À, vâng. Thế mà không đi ra khai báo tạm trú tạm vắng, hai cậu có thiếu sót lắm ấy nhá. À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bảo vệ ở đây. Chắc các cậu biết rồi đúng không? Nhưng mà ngoài làm bảo vệ ra, tôi còn là phó tổ trưởng tổ dân phố. Hôm nay tôi có mặt ở đây là để thu quỹ. Quỹ nào ạ? Quỹ gì ạ? À, chả là ấy, sắp Tết rồi, lên khu phố ấy, cần trang trí đèn đường với cây xanh, với tổ chức vui chơi cho mọi người. Nên tôi đến đây để vận động mọi người ủng hộ cho vào quỹ. Thế quỹ thì bao nhiêu ạ? Tùy tâm, nhưng mà thường ý, mọi người đóng góp ở đây ít nhất là 500 đến 1 triệu. Còn ai khá giả hơn như các cậu ấy thì khoảng là 9 đến 10 triệu ấy. Thôi thì mình không đóng được hơn người ta thì mình đóng bằng người ta cũng được. Tôi xin. Có 5 lít thôi à? Nhưng mà thôi, không sao, thế cũng được. À, cho tôi xin tên nhỉ, để tôi ghi vào sổ, tôi báo lên khu phố nhỉ. Tuấn. Trung ạ. Tuấn Lan Man. À, Tuấn Lan Man ấy à? Tên Lan Man nhỉ. Thế còn cậu này tên gì? À, cháu bạn cậu này, xong rồi hôm nay cháu đến đi chơi thôi, chứ không phải ghi đâu chú ơi. À, không cần ghi ạ. À, thôi, ghi làm gì, có đóng tiền đâu mà ghi. Tháng 12. Ồ, à đây rồi. Này, cậu kia, này, cậu kia, ôi, chú Nam à? Mạnh à? Chú cứ tưởng ai, cứ tưởng thằng shipper lạo nào khinh mình không thèm hỏi han mình đi ngang qua đây. Chú đã đi cho nó một gậy đấy. May thì là mày nhá. Ơ, thế hôm nay có đơn hàng đây hả cháu? À vâng, hôm nay cháu ship quanh khu vực này chú ạ. À, ừ, thế thôi giao hàng cho người ta đi. À vâng ạ. Anh cho em giao hàng với ạ. Hàng gì? Hàng nào? Không có nhận hàng gì đâu nhá. Ơ, cái gì? Lại bom hàng à? Được rồi, anh đợi đây. Để tôi quay video, tôi live stream, tôi bóc phốt các anh lên mạng nhá. Vừa đi làm vất vả shipper mà các anh còn bom hàng à? Cứ kéo mình đi. Anh đi. Chắc nó bốc phốt rồi. Thôi. Để anh trả, để anh trả. Thế còn được. Không live stream à? Thôi chú ạ, vì đồng tiền bắt gạo. Thế đơn đến bao tiền? À, đơn này có hơn 3 triệu thôi anh ạ. Đơn gì mà hơn 3 triệu? À, nến thơm của shop Thái Công gửi anh ạ. À. Cái gì? Nến thơm hơn 3 triệu á? Ôi trời. Cháu ơi, dạ cái nến thơm này hơn 3 triệu thật á? Ừ. Nến thơm gì mà tận hơn 3 triệu? Cái nhà này nghe tiêu hoang nhỉ. Thừa tiệt chứ sao? Ừ, không phải cha. Vâng, chắc là cái nến thơm này nó rắc vàng chú ạ. Ui, đắt thế. Thôi hai cháu ạ, hai cháu cũng là người có điều kiện. Thôi, đỡ đặt mua rồi thì tôi nói tiền cho người ta đi. Vâng, em gửi anh ạ. À. Thôi được rồi. Hơn 3 triệu đúng không? Rồi, còn 20 thế này. Tiền đâu, tao thấy mày để nhiều tiền lắm mà. Cho em xin tiền anh nhá. Chà thật. Cầm cái tận hơn 3 triệu ấy. Đủ rồi anh ạ. Thôi em chào anh nhá, chào chào chú ạ. Đi đi cháu. Thôi, tôi cũng xong hai việc rồi, hai cậu vào đi, tôi xin phép. Đùa chứ? Đùa cái gì mà đùa? Tao biết ngay mà, tao đã bảo không ăn trộm cái nhà này nữa, mày không nghe thôi. Cái số nhà này số ngày sinh của người yêu cũ của tao đấy. Ui, không lấy được đồng nào, mất cả đống tiền rồi. Mày làm sao ấy? May người ta còn đi rồi đấy. Mà tiền mày cũng muốn, sao giờ mày cứ đổ hết lỗi đầu tao thế nào? Tao không cãi nhau được đâu. Nếu số nhà trộm nữa thì xem này. Được.